rừng này mới ăn sau. À, ừ. Có các cụ về ăn trước đúng không? Ừ. Trong nhà thì vẫn đang ra các em đang dạo bên giày trong kia. Tôi đang ngồi sửa lửa với ông, ngồi nói chuyện với ông. Mà trông nữa ông cần phải làm những thủ tục về đầu năm nữa, chưa xong nữa, còn nhiều. Lạnh lạnh như này ngồi sửa lửa sướng thật các bạn. Xung quanh bản giờ nó mù quá, sương mù dày đặc hết mà. Nhìn chỗ nào nó cũng trắng pốp hết thế này mà, toàn sương mù. Hôm nay sương mù nhiều. Ở đây thế này thì bố nhà thì nước đường cái thì nước phải có nước rồi. À, đường cái rất hết nhỉ? Nó bề kia nó. Dưới nhà thì vẫn đang dã bánh giày cùng cộp. Tôi đang lên cái nương sau nhà này xem cái đồi mận vẫn đẹp các bác ạ, đẹp dã man luôn đấy. Tôi quay trong máy ảnh ấy thì nhìn nó rất là khó nhìn, nó lẫn giữa cái màu trắng của hoa mận với lại sương mù. Nhưng mà khi mà các bác đứng ở dưới này, các bác nhìn này, đây có một tảng đá to xù xì luôn, rêu mọc đầy này. Và cái hoa mận nó trắng, nhìn nó đẹp lắm, nó cực kỳ đẹp luôn. Không biết cái dây này là gia đình trồng cái cây gì hay là cây đỗ, nhưng mà đẹp cực kỳ luôn. Toàn những cây nhìn nó ngoằn ngoèo, cổ thụ. May hôm nay mình lên có con gái nhỏ đi chơi cùng. Thôi đi, đi. Cháu bé này mấy hai đứa nhỏ cứ chơi với tôi mà, cứ loanh quanh mình đi đâu đi đấy. Vui. Mình thích chơi trẻ con nên là nó cứ bám mình. Đói cơm chưa? Nhi à? Đói cơm chưa? Chưa đói à? Vừa ăn cái bánh giày to tướng ấy còn gì nữa. Đấy, nhảy chân sáo. Ôi, xinh thế. Gà gì đấy? Gà tre. Gà tre à? Vâng. Đẹp thế, con này sao? Có không sợ người đâu chứ? Cũng hơi sợ đấy. Mấy con, đừng mấy con. Có vừa mua hai con. Vừa mua hai con. Con máy vừa con này. À. Có chọi không? Định bảo mang đi chọi con kia. À, cho đánh nhau à? Ừ, ra xem chọi gà đây. Trong nhà đang giã bánh giày kệ, mình đi xem chọi gà đã. Gà đánh nhau. Ừ, đánh nhau rồi. Sao lại buộc dây thế kia thì đánh làm sao được? Con kia nó sợ rồi. À, thua rồi à? Cởi dây ra xem nào, cho nó quay cho. À, đánh con kia. Hai con thì đánh nhau này. À, thanh niên kia chạy rồi, thanh niên vàng kia thua rồi, con đen thắng rồi. Chiến trường gà chọi ngoài kia các bạn, còn trong này có hai cái cây gọi là cây báng này, cây dạng kiểu cây dừa rừng to kinh khủng luôn ở giữa bản này, cây báng đấy, tiếng Thái gọi là cây mại khương ấy. Không biết tôi gọi cái này cây gì đâu, nhưng mà cây dừa rừng to. Sương mù nhiều quá. Lạnh các bác ạ, lạnh phết. Không lạnh à? Nhi nhỉ? Linh hay Nhi nhỉ? Ninh. Nhi à? Lá à, Nhi. Nhi. Lá Nhi. Lá Nhi. Còn còn kia là Linh. Kia là Linh. 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 Cái này tí nữa ông mới làm chứ. Trên này tốn hết rồi. Các bác thân mến, tôi vừa mới xem thấy các em nó để là một cái ít ngô trong một cái gọi là đựng dụng cụ đựng thức ăn này, đựng cơm này, trên là có một bát cháo loãng hay sao. Còn đợi tí nữa ông làm thủ tục thắp hương năm mới. Thế còn xong bên này là cô đang nặn bánh dày, vừa nãy là giã bánh dày, bây giờ là nặn bánh dày thành từng tấm thế này. Các bác thân mến, trong bếp thì đang luộc cái nồi để tí nữa mình thịt gà. Thế còn đây là cũng đang đốt một bó nhang để mang lên trên thắp hương trên bàn thờ này.
Đây. Tiến trên này xem nào. Cắm cả vào chân cột nhà, cắm nhang. Trong này là ông với chú đang làm các thủ tục liên quan đến thờ cúng. Thế còn trong kia thì tôi xin phép là sẽ quay sau. Nhưng mà ra đây chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mang tính biểu trưng của đồng bào người Mông này. Trước cái cửa ra vào sẽ có một cái bát cho nó đốt nến hay là đốt một cái chất cháy nào đó ở trên đúng cửa ra vào luôn các bác. Đây, ngay cửa ra vào cửa chính đối diện bàn thờ này. Thế còn phía ngoài này, ngoài này thì có một cái thứ làm từ mấy hôm trước tượng trưng cho như kiểu con dao á, nó bằng gỗ và có hai cái dây như này treo trước cửa này năm mới đó. À, cảnh này nhìn giống như con dao luôn. Cái này tôi xin phép và tôi sẽ hỏi sau. Ông sẽ phải lấy mấy cái lông cổ của con gà. Cái này thì đồng bào người Mông tôi ở phía Lai Châu và đây là Sơn La đều có một cái phong tục giống nhau. Tôi biết cái này, tức là trên cái bàn thờ là cái dây gió, cái dây gió mình trắng trắng mình đến phía góc bàn thờ bên này này là phải lấy mấy cái lông gà mình gắn lên trên cái tờ dây gió đó, chính xác luôn, là lấy cái lông cổ của con gà mà mình cúng ấy. Xong là mình gắn lên trên cái dây gió trắng này, giấy tự làm nhé, gọi là dây gió, bằng cái cây tre, cây giang, cây rừng. Tôi với bé con đang đi chơi trong bản các bạn. Ở nhà thì vẫn đang làm thủ tục làm lý khá lâu. Rồi gà thì cũng mổ gà làm thì cũng chỉ thế thôi. Nên là mình đi loanh quanh trong bản chơi một tí. Bản này thì tôi thấy là điều kiện kinh tế nó phát triển khá khá. Nhiều gia đình cũng tươm tất lắm. Ai, đi về. Đập chết bây giờ. Đây, con đường đi trong bản nó cứ đều đều này. Khá đẹp. Nhưng mà sương mù nó nhiều quá, đi đâu cũng ướt. Nhà thì bà con làm ở quần cư khá là gần nhau. Này, không chơi cắn đâu nhá. Ở đây, hướng này đi ra ngoài ấy này. Đi điên hướng này. Đi trước đi, anh đi trước đi. Ra sân bóng. Và tụi kia vẫn đang đánh cù hay sao. Còn chơi kéo bổ cù. Ngoài nhà này có một cái cây phong lan, bụi phong lan to phết. Đây, có chậu phong lan to chưa? To đùng luôn. Cho xin miếng đi, thanh niên ơi. Cho xin miếng. Đi. Hả? Cho xin miếng, cắn miếng. Nha. Có cho không? Hả? Cho nha. Cho miếng đi. Nhanh lên, cái bánh gì ngon thế? Đi, một miếng thôi. Một miếng. Cho xin miếng. Không ăn nữa, đi chơi. Chỉ con trong bản đang ăn bánh ăn cơm nếp. Tùm chỉnh tùm. Các bác thân mến, 11 giờ trưa mà như thế này cơ mà. Sương mù dày đặc hết. 11 giờ trưa rồi đấy, tôi thì cứ mong chờ đến trưa để nó quang quang đi tí, quay nó đẹp hơn, nhưng mà không còn thua. Vẫn chơi à thanh niên? Đôi nào thắng rồi? Chơi búng tai đi. Chơi vì búng tai nó mới vui. Chơi không thì không thích. Chơi búng tai chui háng. Đấy, ném đi. Không trúng. Trúng. Đồng chí này giỏi đấy. Được. Các bác thân mến, trong nhà đang làm gà.
để tí nữa gia đình với Liên Hoan còn tôi giờ với Khố vẫn đang rủ tôi là đi sang nhà anh trai giao lưu chúc Tết. Mình nói ok đi luôn, nay đang thèm rượu. Được thôi, tôi không uống đâu. Chắc chắn thì mình chạy xe mà không dám uống, thì sang chơi với lại nói chuyện. Ở đây thì anh em họ hàng quanh quanh nhau hết, nên là có việc gì là ở nhau giống như trên bản này các bác. Toàn xung quanh toàn anh em họ hàng với nhau. Thấy ồn ồn rồi đấy. Ui. Ô chào các anh. Xin phép là bắt tay một tay nhá. Em đang cầm cái máy ảnh một tí này, thông cảm hộ em nhá. Bắt một tay không có lại bảo là coi thường nhau không đúng. Năm mới khỏe nhá. Chúc mừng anh năm mới mạnh khỏe. Mừng chú. Năm mới mạnh khỏe. Mừng chú. Bắt tay em cái. Nhá. Em xin phép là mọi người cứ ăn cứ uống. Em sẽ quay cái ẩm thực của mình để giới thiệu với mọi người nhá. Đây, món Tết chúng ta có những cái gì nào? Tất nhiên là đồ tươi từ con lợn sáng nay làm. Bên gia đình anh này cũng là một con khá lớn mà, con tạ mấy. Thì chúng ta có ba mâm. Ở đây đang bày ra ba mâm rồi. Mâm kia đang ngồi rồi này. Mâm bên này thì chúng ta đang có toàn đồ luộc các bác ạ. Đặc trưng của anh em đồng bào Mông ở phía Lai Châu chúng tôi cũng thế. Toàn luộc và nướng thôi. Đây là thịt, cái này là xào này. Cái này là lòng luộc này. Cái này cũng là thịt luộc và rau bày trên cái lá chuối. Cái này rất khác biệt, đúng như cái đợt chúng tôi ăn cơm ở nhà Nha Chứ ấy. Ăn cơm ở nhà Nha Chứ là không có kiêng cho cái lá cây xanh lên mâm đâu. Nhưng mà với người Thái thì là kiêng ngay, không được phép đặt lên mâm bằng cái lá xanh như này. Nhưng người Mông mình thì thoải mái. Người Mông không có kiêng. Còn bên này là có cái bạn món gì nữa? À đây cũng là canh. Canh xương. Sai đấy nha, quả này chúng tôi rất được ưu tiên nhá. Em nó hỏi có uống không, tôi bảo không uống, rót cho nước ngọt luôn, cũng vẫn chúc nhau bình thường. Anh em đây cũng rất là thông cảm mà, tình hình lái xe cộ bây giờ mà uống rượu vào thì nó cũng đôi khi là khó, nên là anh em hết sức là thông cảm cho nhau là không mời rượu, uống nước ngọt thì uống, ăn miếng cơm mà được. Thôi nhỉ, chúc mừng năm mới các anh em nhá. Mình gặp nhau lần đầu còn gặp nhau nhiều cái lần sau nữa nhá. 100% cái này thì anh uống hết đấy. Ôi ngọt quá, ngon, nước ngọt mà. Thôi xin mời cả nhà làm miếng thịt lợn Tết đầu năm luôn trên này. Ớt, muối. Con lợn này chắc thật đấy, thịt nó chắc nhỉ, cứng giòn luôn, thịt giòn đấy. Tôi vừa xin phép anh em mà thôi, tôi chỉ ăn vài miếng thôi, trốn xuống bếp xem các chị làm món gì. Có món gì đấy chị? Tiết canh. À tiết canh à, canh này nấu lên à? Tiết canh nấu lên rồi. Ôi thịt lợn còn nhiều thế này, còn đầy. À đây có một cái rất cũng hay các bác nhá, cũng giống như phía đồng bào Hà Nhì của tôi hôm nọ ấy, là sau khi mổ lợn xong thì phải mang sang nhà vợ ấy, nhà ngoại ấy, một ít thịt. Ở đây cũng thế luôn, tí nữa bố vợ đến đây chẳng hạn, đằng nhà ngoại đến đây ấy, là phải cho một ít thịt vào nửa cái đầu con lợn ấy, nửa cái thủ lợn ấy. Bây giờ tiết canh nhưng mà nấu lên rồi khá hay, cũng giống phía bên đồng bào Hà Nhì là thịt lợn là được chia cho bên nhà ngoại một ít, đây còn nhiều. Tôi vừa nãy hỏi anh em là có đánh tiết canh không, anh em mà có đánh, có tiết nhưng mà nấu chín rồi. Đây thành bánh như này. Ok, đây là nó ra như này hả chị? À tiết chín thế này rồi, thế thì coi như là nấu chín thì còn gì nữa. Nấu chín đấy, không ăn sống nhỉ. Còn cái kia thì là để sống, những tí mình cũng nấu chín chứ. Vâng, đây mình gửi chị. Tôi vừa từ bên nhà anh trai của Khố về nhà Khố rồi, thì tôi cũng xin phép anh em mà tôi chỉ ngồi nói chuyện một tí thôi và xem cái văn hóa ẩm thực của anh em đồng bào người Mông ở đây như nào. Thì phải thú thực với các bác rằng mỗi dân tộc có cái nét văn hóa ẩm thực khác nhau, đời sống khác nhau. Thì phía người Mông ở đây và người Mông tôi ở trên Lan Châu cũng thế thôi. Cái nét chung của cái ẩm thực anh em đồng bào người Mông hầu hết chỉ là luộc và nướng, hầu hết là hai món.
Đây là gà đây chốc nữa có mấy con đấy, nãy thử cúng xong chốc nữa chắc chắn là sẽ luộc. Chứ còn các cái món chế biến cầu kỳ hơn thì tôi thấy ít ít làm, bởi vì là người Mông tôi thấy cái chuyện ăn uống anh em không không quá cầu kỳ đâu, khá là đơn giản, tức là đồ thì rất là tươi, rất là ngon, nhưng mà cái thời gian chế biến mọi thứ là anh em làm cũng chị em làm cũng cũng khá là nhanh, không 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 quá mất nhiều thời gian để nấu nướng. Đây em đang làm cái con gà, à đâu xong rồi nhỉ, đến lòng gà. Gà mang luộc chưa? Đang luộc rồi, vào nhà rồi. Đấy chỉ có hầu hết là mình cho vào mình nấu nướng luộc. Ngày xưa bố tôi ấy, bố tôi cách đây khoảng tầm 30 năm có đi ăn Tết với đồng bào người Mông, bảo đến thì mổ lợn xong là giải hết lá chuối ra là bày ra đấy ăn uống rượu, đơn giản hết, luộc hết. Đây là vài que nướng, đang luộc gà. Đây món này là món bùm bùm bùm, ba con gà luộc, à một con gà đen luôn này, gà đen luộc này. À, ngồi sửa lửa đi, lạnh lắm cô ạ. Các bác thân mến, ba con gà luộc đã chín rồi, nhưng bây giờ là vẫn phải mang lên trên bàn thờ thờ cúng một lần nữa đấy mới được sử dụng đó. Nhìn vàng ươm luôn cả ba con trong cái nồi to đùng. Mang cái thắp hương. Ô khói mù mịt luôn, đẹp. Mấy thanh niên này đang ăn cái gì đây? 1 giờ chiều các bạn, giờ bắt đầu mới nấu cơm nha, nên là cứ yên tâm luôn là chờ cơm còn sơi còn đói luôn đấy. Cơm này là cơm chính của buổi ngày hôm nay đúng không em? Đã có cơm trước chưa hay là cơm này là cơm để ăn trưa nay? À cơm này để làm lý à, làm thủ tục à? Thế còn cơm ăn là có rồi gì? À, thế mình đang sợ, mình nhìn thấy nồi cơm giờ mới bắc lên sợ quá, và bây giờ mới nấu cơm gì? Bao giờ mới được ăn cơm? Tôi cứ chờ cơm xong là lang thang ra vườn mận đói cơm, đói phết hơn 1 giờ chiều rồi. Đây em dẫn bé con ra ngoài vườn chơi này, vừa cài cho bông hoa này. Xinh chưa? À, bông hoa vào hoa cải vào tai nhá, bên kia cũng có một cái nhá. Xong là con gái người Mông mình là có đúng cái vòng này là vòng của người Mông chuẩn thế này, vòng bằng bạc đấy. Nên đeo cái này. Thôi đi, đi về thôi. Đi đây. Bây giờ là 1 giờ rưỡi rồi. Là cuối cùng cũng được ăn cơm các bạn ạ. Tôi đói phết rồi đấy. Cứ từ sáng giờ cứ ngồi cứ chờ bảo là bao giờ mới được ăn cơm. Thế bây giờ em đang ra xào nốt cái này là cái lòng của con lợn á. Xào xong là chín là ăn. Thế còn ngoài này thì anh em nó cũng chuẩn bị một mâm đi rồi. Ngồi đây ăn cơm. Hôm nay thật ra mới là ngày 30 Tết nha các bác nhé. Chưa phải là mùng 1 đâu. Vâng. Hôm nay là mùng ngày 30 Tết đấy. Ngày mai là mùng 1, nhưng mà thật ra mọi thứ là diễn ra ngày hôm nay hết rồi. Mổ lợn này, làm thủ tục cúng là ngày hôm nay rồi, mai là chỉ có đi chúc Tết, đi nhà này nhà kia chơi với nhau một tí thôi. Chú chủ nhà là say đấy. Say chắc chắn là say rồi, nhìn biết là say rồi, đi chúc Tết với nhà. Thế còn bữa hôm nay đấy thì cũng chỉ có con gà mà tôi nói đấy, gà là chỉ có luộc thôi, luộc lên xong là có một đĩa gà đen này, chân gà này, gà trắng thường này, thịt cũng là thịt lợn thôi. Thế còn gà đen đấy, đấy con gà đen. Thế còn ngoài này đang rang nốt cái xào nốt cái lòng lợn là xong. Nồi cơm đây. Nói chung là ăn Tết thì cũng quanh quẩn là cũng chỉ có đồ nhà làm này được các bác. Bé con này đói chưa? Nhi. Đói chưa? Cái đây là Linh nhỉ? Linh, đây là Linh. Còn Nhi là nhỏ hơn. Nhỏ. Say rượu rồi mà còn đòi vào bế à?
Thôi ăn cơm. Thôi mời các bác bữa cơm ngày 30 Tết. Ăn cơm xong thôi. Có ăn không Hoàng? Hoàng có ăn cơm không? Không ăn cơm nữa à? Út. Thôi em mời mời chú nhá, mời cả nhà và ăn cơm đi. Cơm. Ăn miếng gà đi. Xin lỗi là tôi đang cầm cái ảnh mắt lác hết rồi. Đang cũng hơi đói đói mà. Tự nhiên. Vâng, em thì rất tự nhiên luôn đấy. Gà ngon. Vâng, các bác thân mến, tôi thì cũng vừa ăn cơm được 3 bát rồi đấy, cũng nhanh lắm. Bây giờ các em nó vừa mang ra cái đĩa này nhìn hấp dẫn cực kỳ luôn. Tôi lấy miếng bé này thôi, bánh dày. Bánh dày sáng nay vừa mới giã xong ấy, bây giờ mình cho vào mình rán. Ui ăn nó dẻo cực kỳ nhá cái này. Cái này mà chấm đường ấy các bác ạ, chấm đường hoặc là chấm mật mía ấy, ăn ngon lắm. Ui dẻo quá. Đây bánh dày rán này. Dẻo cái này ăn không có nghẹn đấy. Cái này chấm đường thì cực ngon nhá. Đấy lúc em nó nửa luôn giã ấy, nó bảo là chấm mật ong ngon nữa. Dẻo luôn. Các bác thân mến, ăn cơm xong thì ăn cơm xong rồi đang ra đây ngó bảo anh chủ nhà bảo con lợn hơn 1 tạ, 1,5 tạ nhốt đâu. Úi ui con lợn to thế. Định hôm Tết thì bảo mổ con này đấy nhưng mà thấy không mổ nữa. Mổ con hơn 1 tạ thì ui con này to các bác ạ. To lắm, trong quay tôi không có quay góc rộng này thôi nhưng mà gần này ui con lợn này béo ị. To thật con lợn. Con này mổ ăn Tết thì thoải mái vì sao? Cái thịt lợn treo trong nhà ấy, vừa nãy tôi thấy có mang đến trong một miếng còn dài ngoằng. To nhiều con này to thế nhỉ? Đấy, con này phải 2 tạ. 2 tạ. Nuôi 1 năm á? Thế con này hôm Tết vừa rồi không mổ à? Tết là một con nhỏ. Tết là một con nhỏ. Con bên kia là 80 cân rồi. Thế còn con này bao giờ mổ? Con này là hôm có lẽ. À hôm ấy à, cái hôm mùng 5 đấy à? Hôm là mùng 5 là đoán. Rồi nhớ. Rồi hôm mùng 5 là mổ con này. To đấy con này. Giờ trong bàn thì say rượu hết. Từ giờ đến chiều anh em là đi nghiêng ngả hết. Đây đi vào bếp sao có miếng thịt rất là dài vừa được mang cho đến mà. Thế tôi mới đang bảo sao lợn to thế. Đây này các bác này. Lợn nhà là có mấy miếng bên trong thôi. Còn cái miếng này này, cái miếng này là miếng vừa được cho sáng nay này. Để tôi đếm theo sải nhá. 1 2 3 gần 4 sải cái rẻ sườn đấy các bác. Cái rẻ sườn mà gần 4 sải này là à quên xin lỗi, 4 gang là to lắm ấy, con lợn to tương tự như cái con ở ngoài chuồng kìa. Đang ngồi nghỉ ngơi tí. Các bác thân mến, bây giờ là 1 giờ 53 phút buổi chiều rồi. Tình hình thì hôm nay là đúng là mới chỉ là ngày 30 Tết thôi, nhưng mà mọi cái thủ tục vấn đề về cúng lễ này, ngả lợn này, ăn uống là ngày mùng 30, ngày hôm nay là gần như là xong. Đến chiều nay và ngày mai thì chủ yếu là đi chúc Tết. Chúc Tết thì đúng theo kiểu là cứ đến mỗi nhà đến nhà nhau một tí, chúc nhau một tí và ngồi ăn uống với nhau một tẹo. Cuối cùng là xài. Đấy, tình hình đó là như thế. Từ giờ đến mai sẽ chỉ còn là như thế thôi. Nên tôi cũng xin phép là tôi cũng sẽ dừng cái ký sự này để đến phần này thôi. Còn sau này có cơ hội quay lại bản này thì chúng ta sẽ giao lưu nhau sau. Thế còn lại tôi cũng rất là cảm ơn anh em bên Pan Nature. Và các bác có vui lòng ủng hộ chẳng hạn như là có ghé thăm Pan Nature hay là đây là tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận nhá, không phải là mời mua hàng như ông Hoan Phú đâu, cũng có các anh em bên Pan Nature các là chuyên gia là cán bộ dự án đi triển khai các cái dự án về sinh kế của rừng này, trồng rừng này, bảo vệ rừng này, bảo vệ động vật hoang dã. Nếu Hoan Phú và bên Pan Nature có những cái điểm rất là chung, chúng tôi không cổ vũ cho những trường hợp ăn thịt động vật rừng hoang dã, không cổ vũ, chỉ có ăn những cái thứ mình nuôi thôi. Còn lại con cá, con mú, con sóc thì nó lại cái chuyện bình thường. Nhưng mà những cái đồ vật rừng là tuyệt đối chúng tôi không cổ suý cho cái việc sử dụng như thế. Nên là anh em tôi có những cái tiếng nói tương đối là chung. Đấy, thì còn bây giờ tôi chắc là vào xong là xin phép nói chuyện với chủ nhà, anh chủ nhà hơi say một tí rồi. Thế nói chuyện với thằng cu em ấy, khố ấy. Thế xong là tôi xin phép là tôi phải chạy về Hà Nội ngay. Giờ cuối năm cũng khá là bận, không có nhiều thời gian để được. Tôi về tôi đi ship hàng mà. Ship hàng Tết, châu Tết, rượu Tết cho các bác. Thế nên là xin lỗi là mình chỉ có ghé thăm gia đình được một ngày thôi. Đến tí nữa tôi chạy về Hà Nội luôn. Hẹn gặp cả nhà trong những chương trình lần sau.